Di Hoa Bí Kỵ nhìn bề ngoài thì như là cao thâm vô lượng, thật ra cũng như các loại võ công thường, mượn sức đánh sức, tứ lượng đỡ ngàn cân thôi. Chỉ cần biết được bí quyết vận hành của chân khí thì rất dễ hóa giải, có đúng không cung chủ? Nếu cho một mình ngươi oai phong hết thì Tô Ân này không hài lòng lắm, cho nên lần nào cũng không sợ vất vả tới đây coi náo nhiệt, để coi Di Hoa Bí Kỵ có gì hay ho đó. Ê, chạy mau, chạy mau, chạy mau đi. Mau lên đi. Ê, ta xin ngươi, ta không chạy nữa. Ta phải nghỉ một chút đã, ta chống hết nữa rồi, ta chịu không nổi nữa rồi. Ngươi nghĩ ra coi. Cứ còn nói nữa hả? Cũng tại ngươi mà thôi. Biểu ngươi học võ công ngươi lại không chịu, làm xém chút bỏ mạng rồi, thiệt làm người ta lố quá đi. Ta cần gì ngươi lo lắng? Mạng này của ngươi hay của ta? Mạng này của ngươi hả? Của ta đó mà, ta chết bất mới gì tới ngươi chứ. Ai ở không mà lo lắng cho ngươi hả? Nếu không gì đã hứa với nghĩa phụ bảo vệ ngươi, ngươi chết 100 lần cũng mặc kệ. Được rồi, nghĩa phụ của ngươi lo lắng cho ta hả? Được rồi, xin lỗi nha, tiểu nguyên nhi này đã hiểu lầm rồi. Ê, chuyện gì vậy? Ta không giấu ngươi nha, lần này ta cứu ngươi là muốn ngươi học võ công để hóa giải Di Hoa Bí Kỵ. Ngày nào ngươi học không xong, ta không tha cho ngươi đâu. Ngươi thiệt rắc rối quá, làm ta phiền gần chết luôn. Nhưng mà thôi như vậy nha, thấy ngươi thường ngày cũng tốt với ta lắm. Thôi được, làm một chuyến giao dịch nha. Giao dịch cái gì? Ngươi hỏi nghĩa phụ của ngươi sao phải cứu ta. Nếu ngươi hỏi ra thì ta sẽ theo ngươi học cái loại bí kỵ gì đó. Ta đã hỏi nghĩa phụ rồi, ông nhất định không chịu nói, nên ta cũng hết cách thôi. Tại vì ngươi khiêm tốn thôi, ngươi thông minh lanh lợi như vậy nhất định sẽ dụ được ông nói mà. Hey, chuyện này ta cũng đã hết cách rồi. Lần nào ta hỏi tới ông cũng làm bộ thần bí, không chịu nói cho ta biết mà. Vậy thì bỏ đi. Hey, không được đi. Theo ta học võ công. Ta không học. Các ngươi đã điên khùng hết rồi, sao ta phải học võ công? Sao nghĩa phụ của ngươi phải giúp ta? Ngươi nói đi, tại sao? Nếu như ngươi là ta, ngươi có muốn biết không vậy? Ta muốn biết tại sao mà. Tại sao chứ? Tại sao vậy? Chủ có lệnh mời công tử uống trà xanh. Đem chị vô đi, ta không uống được. Gần mật thì đẹp, gần đẹp thì xa. Không ngờ con chơi với tiểu người gì, học khó thói hư tật xấu của nó. Vô quyết không dám. Vô quyết chỉ muốn biết một căn do, không muốn giết bừa bãi. Quỳ của Ngọc Liên Hoàng Cung con không biết hay sao hả? Biết, từ nhỏ Vô Quyết đã biết rồi. Nếu như con đã biết rồi, tại sao con còn hỏi? Vô Quyết, thật ra con có để ta trong mắt của con không? Con, trong lòng của Vô Quyết, cung chủ vĩnh viễn là một địa vị rất lớn. Nhưng mà trong thâm tâm của cung chủ, Vô Quyết đâu có đáng gì chứ. Từ nhỏ đến lớn, cung chủ biểu con đi đâu thì con đi đâu. Cung chủ biểu con làm chuyện gì con cũng không dám cãi lại. Nhưng mà lần này Tiểu Nguyên Nhi là bạn thân của con mà, và được cung chủ cho phép đi kết giao mà, chúng tôi đã trở thành tri kỷ. Sao lại biểu con phải đi giết Tiểu Nguyên Nhi chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Cho con biết đi. Hỗn lão, con thật là hỗn lão. Vô Khuyết,
đừng tưởng ta không nỡ giết con. Ta cho con biết, nếu con không đi giết Tiểu Ngư Nhi thì con kêu Ngư Nhi tới đây lượm xác của con đi về. Các người theo ta ra đây. Vì một tên Tiểu Ngư mà phản nghịch lại ta. Vô khi ta hỏi con, có phải sau khi ta nói ra sự thật con sẽ đi giết Tiểu Ngư Nhi không? Công chủ, mười mấy năm nay con được yêu thương nuông chiều ở trong Ngọc Liêu Hoa Cung, với sự đào tạo của ta còn khôn lớn nên vô khi còn có nghĩ hòa song thần của con là ai? Công chủ, con nhớ khi con nhỏ đã hỏi qua công chủ về chuyện này, nhưng lúc bà giận lắm mà con nói là không được nhắc tới chuyện này. Sao bây giờ lại nhắc tới chứ? Tại sao bây giờ lại nhắc? Lúc đó ta không muốn con hỏi ta là vì không muốn nhắc tới chuyện đau lòng này. Nhưng mà chuyện đến ngày hôm nay con đã không còn nghe lời ta nữa, nên ta cũng không giấu giếm con. Con vừa chào đời thì cha mẹ của con đã chết. Bị chết? Sao bị chết vậy? Về chuyện này có liên quan tới Tiểu Ngư Nhi. Liên quan tới Tiểu Ngư Nhi? Năm xưa mẹ của con là di hoa hữu sứ của Ngọc Liêu Hoàng Cung, cha Tiểu Ngư Nhi dụ dỗ nó rồi hai người trốn đi. Ai về đi tới nữa được gặp được kẻ thù. Kẻ thù đã giết chết mẹ con và giết luôn cha của con. Vậy có nghĩa là cha của Tiểu Ngư Nhi đã hại chết cha mẹ của con? Không sai, cha của Tiểu Ngư Nhi hại người hại mình. Vô Quyết, sao con có thù hắn không? Con có muốn trả thù cho cha mẹ con không? Nhưng mà công chủ, đây là chuyện của đời trước rồi, Tiểu Ngư Nhi đâu có lỗi gì chứ. Cha của Tiểu Ngư Nhi hại chết cha mẹ của con, bây giờ hắn đã chết rồi, nhưng mà nợ cha thì con trả. Vô Khuyết, bộ con không muốn trả thù cho cha mẹ của con sao? Không muốn giết Tiểu Ngư Nhi sao? Không phải, tôi không biết. Chuyện này sớm muộn Tiểu Ngư Nhi cũng biết được. Tới chừng đó con không giết hắn, hắn cũng giết con. Ra tài trước là hơn mấy thứ đoạn giang hồ này, Tiểu Ngư Nhi không thể nào không biết được. Không đâu, Tiểu Ngư Nhi không phải là người như vậy, hắn không làm gì đâu. Được, nếu như con không muốn trả thù cho cha mẹ con thì con cứ theo Tiểu Ngư Nhi làm bạn với nó đi. Để cha mẹ con ở dưới suối vàng cũng thấy đau lòng vì sanh ra một thằng con bất hiếu. Thank you.
Cô nương, xin đừng uống nữa. Nếu uống nữa cô sẽ say đó. Say? Tốt, ta muốn say. Sau khi say rồi thì không cần suy nghĩ. Cô tưởng say rồi giải quyết được vấn đề hay sao? Hay là vậy đi, cô có gì không vui nói với tôi đi. Tuy tôi chưa chắc giúp được cô, nhưng còn hơn để trong bụng đó. Cứ ấp ủ một mình thì khổ lắm đó. Sao người tốt với ta vậy? Cô tưởng tôi có mua đồ gì sao? Chỉ vì tôi không nỡ lòng thấy cô tự hành hạ lấy cô. Được, ta sẽ nói với người. Ta sẽ nói với người. Nơi xa nguyện có một nữ hoàng. Sao tôi bị như vậy hả Trương Quân Nương? Không lẽ tôi không đâu, không đâu, nhắc đi, không đâu. Tôi hiểu rồi, nhất định là bình rượu. Xin lỗi Trương Quân Nương, tôi đã làm ô nhục thanh bại của cô. Tôi có lỗi với cô. Ngươi không cần nói nữa, bây giờ đã lỡ lầm rồi. Từ nay ngươi là người của ta. Người của cô? Cha ngươi là ai vậy? Ông, trả lời đi. Ông là đại hiệp Giang Nam Giang Biệt Hạc. Vậy cũng đỡ. Bây giờ ngươi về nói chuyện mình trọng đi, gọi ông tới gặp ta. Còn không đi? Ờ. Khoan đi đã. Ta mặc kệ lúc trước ngươi ra sao, ta chỉ mong là ngươi đừng phụ lòng ta. Nếu ngươi làm đường lạc lối, ngươi đừng có trách ta vô tình nhờ. Tôi biết rồi. Nói vậy, mời dùng trà. Cũng tự ra ngồi có nói chừng nào về không vậy? Còn nói là 4-5 ngày xong cái gì. Cha, cha. Vậy chuyện về rồi sao? Con có chuyện muốn nói với cha. Cô là nữ hoàng của nước Sơn Nguyệt à? Có thiệt không vậy? Dĩ nhiên là thiệt rồi. Nếu giờ con cưới nữ hoàng làm vợ thì con sẽ là hoàng phu. Nếu được như vậy thì danh giá sẽ được gấp 100 lần đó. Cha, năm xưa cha bỏ công vất vả cưới con đòi Hà Phi về làm vợ, bây giờ con đâu có thua kém gì. Con thiệt có cách ứng phó đồng bào quá chứ hả? Cha, cha có kiến gì không? Nếu con làm vợ mở của nước Sơn Nguyệt thì với việc xưng bá vợ làm ở Trung Nguyên của mình thì có phần giúp đỡ đó. Vậy là cha đồng ý rồi hả? Vậy con dẫn cha đi gặp cổ nha. Bất ta đi gặp cổ làm vách như vậy sao? Cha, đây chỉ là tạm thời thôi. Đại trượng phu phải biết nhịn nhục mà. Chuyện ta và Ngọc Lan chắc người đã biết rồi. Ý của người ra sao? Chuyện này là tiểu nhi có lỗi. Nãy được cô không trách, sao tôi lại có ý kiến gì chứ? Vậy thì tốt. Ở đây có chút ít quà mọn, người tạm thời cất giữ đi. Mai này ta và Ngọc Lan về nước Sa Nguyệt, sẽ cho người đưa quà chánh thức tới đây cho người. Cô muốn về nước Sa Nguyệt? Phải, Ngọc Lan là phò mã, dĩ nhiên là phải về Sa Nguyệt chứ. Nói đúng lắm, nhưng mà gia có gia quy, tuy cô là một nữ hoàng, nhưng dù sao là con dâu của nhà Giang ta. Hay là cô với Ngọc Lan vào nhà của ta ở tạm vài bữa trước, rồi mới về nước Sa Nguyệt với Ngọc Lan đi nha. Được, làm vậy cũng nên chứ.
Mà lên tập theo ta đi. Thế thứ nhất đã chuyển tin gì? Thế sao không tập? Ta không muốn tập mà. Thứ này là võ công hay sao? Cô đang múa thì đúng hơn. Có phải võ công gì chứ? Múa kiểu đàn bà thiệt là khó coi quá. Di qua bí kỵ là loại võ công chí âm chí nhù, nên thi triển ra giống đàn bà đó. Hey, hàng gì qua vô quyết tập riết như một người đàn bà vậy đó. Người với công chủ đó không phải là người tốt đâu. Cứ bắt mấy người đàn ông chúng tôi tập thứ võ đàn bà này vậy. Ê, chuyện gì vậy? Không ngờ ngươi cũng bận tâm cho qua vô khuyết quá hả? Qua vô khuyết là bạn của ta, bận tâm cho hắn không được hay sao? Không phải là không được, nhưng chỉ thấy lạ thôi. Tiểu người nhi lớn lên ở trong cốc ác nhân cũng biết bận tâm cho người ta. Thiệt là lạ đời đó. Ta là như vậy đó. Chuyện không lạ đời tao quyết không làm đâu. Còn ngươi đó nha, đừng có tối ngày miệng lưỡi quá, nếu không coi chừng tao bỏ đó. Cái gì? Thiệt không biết mắc cỡ. Ta gả cho ngươi hồi nào hả? Cái gì? Ngươi không phải coi ta là người chồng của ngươi rồi sao? Vậy thì thiệt là hay quá. Ê, chuyện gì? Ngươi lại đi đâu? Thì đi tập võ. Tập xong cho sớm thì sớm ngày xuống núi. Còn mất công ở với cô, có cái đê xác hoài. Thế đầu tiên là gì đây? Đi theo ta. Tiểu Nguyên Nhi, ngươi sao rồi hả? Ngươi bị chuyện gì vậy? Ê, khi ta giận chân khí là thấy chóng mặt, muốn mửa muốn ói nữa đó. Ngươi làm gì vậy? Ta nhớ ra rồi. Chắc gì lúc nhỏ ta tập võ công loại chí dương chí cương, bây giờ khi công lại tập loại chí âm chí nhu này chắc không nổi. Ta bị ngươi hại chết ta rồi. Ta chịu không nổi nữa. Ê, ngươi đừng hù ta mà. Ngươi còn nói nữa, ngươi hại chết ta rồi. Tiểu Nguyên Nhi, Tiểu Nguyên Nhi, Tiểu Nguyên Nhi. Ê, Tiểu Nguyên Nhi, Tiểu Nguyên Nhi. Lần này ngươi hết rồi chưa hả? Ngươi thiệt là quá đáng. Không biết tại sao bụng rủng tay chân hết. Bà xã, đói bụng quá rồi đi nấu cơm ăn đi. Hả? Sao vậy? Tôi chỉ giỡn với cô thôi, làm gì mà giận dữ vậy? Anh nha. Chuyện gì? Người ta tốt với anh như vậy mà anh lại làm bậy. Biểu anh tập võ thôi, tốt cho anh mà. Cứ bắt người ta phải lao tầm. Không nói chuyện với anh nữa. Thôi được. Coi như tôi có lỗi, coi như tôi làm sai đi. Lần này thôi bỏ qua cho anh đi nha. Cái gì coi như? Anh có lỗi thiệt mà. Bỏ cái gì chứ? Đã hai giọng xin lỗi cô rồi, còn chưa chịu hả? Ê, nếu còn làm như vậy, tôi sẽ chết đói đó. Chết đói cũng đáng mà. Tránh ra. Tôi phải coi tới anh bị chết đói là sao. Có giỏi thiệt. Bỏ người. Sao thông quá vậy? Muốn ăn thì tự bỏ vô đây. Đi. Cảm ơn. Cá chân, cá kho, cá viên, cá xào đậu. Tại sao món nào đều là cá hết vậy? Dĩ nhiên rồi,
ai biểu mấy con cá không dâng lời, cho nên tôi lột da lóc thịt nữa. Không ăn hả? Không ăn thì dẹp. À, sao không ăn? Nấu rồi đừng bỏ uổng, phải ăn chứ. Ăn một miếng nè. Cá này là tôi thích nhất đó mà. Ngon thiệt. Cô nói rồi ăn cả ngày còn ngon hơn nữa. Nhưng mà nhớ lần sau đừng món nào cũng cá đó. Được. Chỉ cần anh chịu cố gắng tập võ thì ăn cái gì cũng được. Còn nếu như không thì lột da tôi lóc xương tôi cái gì, phải không? Tôi biết mà. Cẩn thận nha. Liền mấy đống rơm lên đi. Được. Anh không sao chứ? Hả? Không sao. Cái gì vậy? Thối quá đi. Mùi mồ hôi của anh. Lột áo xuống cho ta đem giặt chưa? Tôi đâu có thấy hôi gì. Mạo lên ngoan ngoãn nghe lời đi mà. Lại bắt tôi lột áo hả? À? Thôi đừng nha. Tôi đem áo đi giặt thôi. Có giặt không? Nhưng mà cái quần của tôi cũng hôi lắm đó. Hãy đem giặt luôn nha. Tôi không quen giặt quần cho người ta. Cầm lấy. Muốn giặt thì tự đem giặt đi. Nè. Chuyện gì? Lúc tôi ra giặt đồ thì đừng có làm điếng nha. Làm việc xong là phải tập võ đó. Hả? Được, được, được. Tôi còn đường, đã chờ cô lâu lắm rồi. Bắt nó lại. Dạ. Người nói đi, ai dạy cho người liên quan bí kỵ? Người nói ra ta sẽ thả người về bên cạnh của tiểu người nhì. Liên quan bí kỵ không phải có người dạy mới biết đâu. Ta bẩm tính thông minh, không dạy cũng hiểu. Tiểu nhà đâu, coi người cứ miệng được bao lâu. Ta cho người biết, cây huyết mạng Đà La này chỉ cần ta tưới nước vào thì có thể sanh trưởng rất nhanh. Nó đâm vào thịt của người, rút hết máu của người. Người đừng có hòng gặp được tiểu người nhì nữa. Tưới nước. Dạ. Đứng tay. Tiểu người nhì, người chịu ra rồi hả? Người muốn bắt ta thì cứ nói đi. Giỡn trò bậy bạ làm gì chứ. Tiểu người nhì này không phải là thứ hèn nhát đâu. Được. Vậy người theo ta. Người nói đi là đi sao? Thả tôi cô nương ra trước đi. Người cũng thiệt đa tình chứ. Trước kia là Thiết Tâm Lan, giờ là Tô Ân. Hai cô nương xinh đẹp thông minh để hy sinh vì người. Dĩ nhiên rồi. Bộ tưởng là ngươi hay sao? Lạnh nhạt như là một đống băng vậy. Có đàn ông nào gặp được ngươi mà không sợ chứ? Trời bắt ngươi kiếm này phải lẻ loi mà. Ngươi nói cái gì? Nói cái gì hả? Ta đã quên vừa rồi ta nói gì rồi. Một câu thôi, giờ có chịu thả tôi cô nương ra không? Nếu không thì ta sẽ ôm cổ chết chung. Dẫn hai đứa nó đi luôn. Nhau nè. Bây giờ? Đúng vậy. Còn phải hôn cho họ coi đó. Sao trong lúc này còn vẫn chơi nữa? Đàng hoàng một chút đi. Tôi đàng hoàng mà. Con già này thấy mình hôn nhau nhất định sẽ soi mặt đi. Chờ lúc bà soi mặt đi là cô dông ngay nha. Thôi không được. Tôi không thể bỏ anh lại đâu. Có biểu cô bỏ mặt tôi đâu. Có cơ hội là phải về cứu tôi. Hả? Sao hả? Có hôn hay không? Hôn đi, hôn miếng đã. Hả?
Phải đóng cho giống đi chứ. Đừng mà, đừng mà, đừng làm vậy. Chạy đi. Tụi bay cũng không được theo. Dạ. Ê, hay là mình hôn nhau nha. Chết ai vậy? Ây à, chết tao rồi, đau quá đi. Chết tao rồi, đau quá đi. Chết rồi. Ây à, chết tao rồi. Ây à, ngươi anh hạ tao như vậy đâu có lợi gì cho ngươi chứ. Ây à, bây giờ tao đã bị liệt rồi. Chân tao cũng bị liệt luôn. Mình mãi cũng bị liệt hết. Ây à, gặp được qua với quyết cũng đâu cần đánh nữa. Hắn dùng ngón tay cũng thọc chết tao rồi. Vậy ngươi đâu có xương chứ. Thiệt là tiếc quá. Anh công chủ à, ta thiệt tiếc cho ngươi quá. Trận quyết đấu này ngươi đã sửa soạn lâu rồi, bây giờ lại chơi ta như vậy. Ta nè, ta bị liệt rồi thì đâu cần là quyết đấu gì nữa. Đó là tổn thất của ngươi mà thôi. Cũng không vậy. Đó. Uống miếng đi. Cầm giùm đi. Phải làm vậy ngay từ đầu chứ. Muốn coi quyết đấu thì phải tốt với ta. Nếu như không, khi ta đột nhiên trở nên không được vui thì ngươi sẽ rắc rối, sẽ phiền phức lắm đó nha. Ngươi đừng có làm phát. Lát nữa ngươi gặp được qua vô khuyết thì ngươi biết tội. Hả? Vô khuyết à, em nấu chè cho anh ăn nè. Bỏ mặt anh đi, em đi đi. Anh biểu em đi. Phải, anh biểu em đi. Anh không muốn gặp mặt em nữa. Em đừng ở lại đây với anh. Vô khí. Em nói đúng lắm. Em là một người bất tường. Em ở với anh, anh chỉ thấy rắc rối mà thôi. Em đi đi. Vô khí. Em đã nghe chưa? Anh biểu em đi đi. Đi đi. Qua vô khuyết biểu người nhỉ? Tại sao? Tại sao như vậy? Tại sao? Ta biết ta là người bất tường, nhưng sao cả người đối xử với ta như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Thank you.
Y biệt y nhị nhị sầu chia tay. Sầu chia tay hận ly biệt, chúng ta cạn liền cạn. Tại sao? Tại sao? Yeah. Tại sao? Tại sao chọn chúng ta chứ? Tâm là, 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 tâm là. Công chúa, đã nhớ ta nói gì với con rồi chứ? Hôm nay con không thể tha cho hắn nha. Ra phải. Chuyện gì vậy? Sao hả? Tao mày sợ hay sao? Vì tao mới ngủ dậy muốn giãn gân giận cốt thôi. Nguy lầm thiệt đó hả? Hẹn có dịp là chạy ngay. Sao rồi á? Tiểu Nguyên thì chạy mau đi. Bà hai người muốn chạy sao? Chưa vô. Các người muốn gì? Đổi người. Một người đổi một người. Không phải đâu chú miệng bự. Một người đổi hai người. Ờ, vậy thì một người đổi hai người. Sao đây? Có đổi không hả? Không đổi thì giết hắn liền. Qua đi. Mở trói mới qua được chứ. Đúng rồi. À, cái thằng nhóc con này quả nhiên đã học hết tài nghệ của chúng tôi rồi đó. Vừa ra giang hồ chưa được bao lâu đã khiến long trời lở đất rồi đó. Hay à, hay thiệt. Hay quá. Các người còn nói nữa hả? Biểu con ra ngoài tìm bảo tàng thì ra là cái bẫy của Ngọc Ly qua cung mà thôi. Nhưng mà vậy, nhắc tới mới nói nha chú miệng bự. Sao cái gì lại rời khỏi các công nhân vậy? Ồ, không có gì. Thấy người đi ra lâu rồi, mấy người chúng tôi vì nhớ người nên ra ngoài coi thử mà. Người vừa ra giang hồ sợ người tàn hiếp người thôi đó. Còn lâu cháu mới tin chú đó. Chú đâu có tốt bụng như vậy. Ê, đau của con. Sao các người lại rời khỏi cốc nhân vậy? Sao mà ngươi nhiều chuyện quá vậy? Đã nói là nhớ ngươi đó mà. Đúng rồi. Chú khỏi các người nữa. Chú coi tướng của chú nha. Chú cười còn khóc coi hay là khóc nữa. Nhất định là nó láo mà. Cốc ác nhân là cho những người bị đuổi giết tới đó ẩn núp thôi à. Nếu mà không có chuyện thì không chui ra đâu. Các vị có nói láo để mà gạt Tiểu Nguyên Nhi này thì phải nghĩ kế nào mới hơn. Nói thiệt đi, tại sao lại ra đây hả? Thôi thôi thôi, đừng hỏi nữa. Cũng tại Yến Nam Thiên mà thôi. Yến Nam Thiên đã bị tàn phế rồi, còn gì để mà kiếm nó chứ? Ai, tóm lại là chuyện lớn.
Tên Nạn Xuân đã chữa khỏi lại hắn rồi, bây giờ các ác nhân của hắn ở đó, chúng tôi làm sao mà sống nổi chứ? Yến Nam Thiên ở trong cốc Quán Nhân sao? Hey, vậy thì không phải. Nghe nói sau khi chúng tôi ra khỏi cốc rồi, Giảng Xuân Lâu đã dẫn hắn đi ra luôn rồi. Vậy không biết bây giờ ông ở đâu hả? Ai biết hắn ở đâu chứ. Thôi chuyện này đừng nhắc tới nữa. Nè Tiểu Người Nhi à, cái tên Dù Khuyết đó đánh với người vừa rồi như là người của Ngọc Ly Hoạt Cung phải không? Không phải, nghe nói sự thật là người của Ngọc Ly Hoạt Cung. Ê, vậy hắn là ai của người vậy? Thì kẻ thù. Vừa rồi các người không thấy hắn đang đuổi giết cháu sao? Nói vậy không đúng. Hồi nãy ta thấy hắn binh dịch cho người đó mà. Làm gì có, làm gì có. Không có đâu. Hey, người không biết thiệt hay là không biết giả đây? Vừa rồi hắn cố tình cho chúng tôi bắt giữ, còn biểu chúng tôi uy hiếp cung chủ để thả người ra đó. Thiệt hả? Dĩ nhiên rồi. Nếu như không, bà đứa chúng tôi đâu có phải đối thủ của hắn chứ. Nói đúng lắm. Tiểu Nhi. Chuyện gì vậy? Nhìn tướng của hắn thì cũng giống như là người lắm đó. Người thông minh như vậy, người thì chưa hề nghĩ tại sao hả? Lúc trước thì ta chưa hề nghĩ tới. Thôi bây giờ bắt đầu nghĩ nha. Ê, ăn được rồi, quan thử đi nè. Quan thử đi. Thơm quá. Của cô nấu hay là bụng xin của cô xin gì đây hả? Không cho anh biết. Không thích ăn thì đừng có ăn. Điếng Ngôi Nhi à, người giỏi thiệt ha. Ra giang hồ chưa được bao lâu đã dụ được một cô gái xinh đẹp như vậy rồi à. Ê, không phải cháu giỏi đâu, không phải cháu dụ đâu. Cô cam lần tự nguyện làm bà xã cho cháu thôi. Cháu là thụ động, cô mới là chủ động đó. Gì cần đó. Ê, anh nói cái gì hả? Tiểu Ngư Nhi à, ngươi thiệt là tôi cô nương xinh đẹp thông minh như vậy, ta là đàn ông mà ta cũng thích mà, mắc cỡ làm chi chứ. Cô nói nhận thì nhận đi nha, sẵn có mấy người ở đây, nhận cũng đâu có sao chứ. Chuyện gì vậy? Nếu biết vậy à, tôi không tới tìm họ để cứu anh đâu, để anh bị Hoa Vô Khuyết giết chết chứ rồi. Có nỡ lòng để tôi chết mới nói nha. Chết rồi thì khó mà sống lại, không phải là không thể nào sống lại được. Bắt cô ở giá thì tôi không thể nỡ lòng. Ê, sao đánh tôi công khai như vậy hả? Để tôi làm chuyện đàng hoàng nè. Ê, chú Miền Bự, mai này bay về tính sao đây hả? Thì đi theo ngươi làm chuyện bậy bạ thôi đó. Đúng rồi đâu. Một mình ngươi làm được cái gì chứ? Nếu như có bốn người mình, dĩ nhiên sẽ làm lớn chuyện rồi, có phải không hả? Đi chung với cháu hả? Tôi không thích sao? Thích chứ. Ta còn vui mừng lắm nữa đó. Vậy thì được rồi. Được rồi. Ê, tìm chỗ ngồi xuống đi. Được thử tài nghề của bà xã cháu đi nha. Đúng rồi. Đi tìm chỗ ngồi xuống đi. Ê, chịu một chỗ cho tôi nha. Được rồi. Để ăn cho thoải mái chứ. Ê, tới liền. Tới liền. Ngon quá. Tới rồi. Ăn cái đã. Trò chơi này lúc tôi 3 tuổi đã thấy chán lắm rồi. Vậy cũng phải, còn nhanh tay nhanh chân nữa mà. Không ngờ anh lại có thể làm cho ba người họ mê man mà không biết gì hết. Cũng giỏi thiệt. Tôi phục anh thiệt đó. Có nhìn ra được thì càng hay. Anh em bà xã, dường như là không có việc gì qua mắt được cô. Dĩ nhiên rồi. Anh nè, anh nói tôi giỏi như vậy, hay là vậy đi, anh đưa tôi đi tìm Yến Nam Thiên nha. Tại sao cô biết tôi đi tìm Yến Nam Thiên? Hai đứa mình hiểu nhau lắm mà. Anh nghĩ gì, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Nói đúng lắm. Làm đàn bà thì đừng có thông minh quá,
giỏi quá thì không ai dám cưới đâu. Ê, chuyện gì vậy? Anh cưới tôi đi, để tôi sanh con đẻ cái cho anh. Người ta nói là đàn bà sau khi có con rồi sẽ ngu một chút đó. Bộ có điên rồi sao? Có thiệt không vậy? Anh thử đi rồi biết. Tìm được Yến Nam Thiên nè. Tôi thiệt muốn biết thân thế của mình. Chắc còn muốn hiểu rành về việc này chứ. Ừ. Mẹ thì ngủ sớm đi nha. Nè đây là chiếc ghế đây à, cẩn thận đi nha. Cẩn thận đi nha. Cẩn thận. Đắp mền có chuẩn bị lạnh đó. Ngủ mau đi nha. Wow. Thuốc này thiệt là ghê gớm quá. Các người cứ ngủ đi nha, sáng mai thức dậy thì sẽ hết ngay. Tiểu Nguyên Nhi này không muốn đối xử với các vị như vậy đâu, chỉ sợ là khi tìm được Yến Nam Thiên thì các vị sẽ có thất luôn. Xin lỗi các vị nha. Có dịp mai này mà không chơi với các vị thì cũng mang danh đệ nhất ác nhân của cốc ác nhân Tiểu Nguyên Nhi này mà. Nhân sinh